Xin chào, xin chào độc giả của báo VN Express. Sáng nay thì mọi người cũng thấy gia đình đã chuẩn bị sẵn bộ trang phục thể thao rồi. Mọi người cũng biết là gia đình mình rất là yêu thích thể thao. Và ưu điểm của hai bạn này trong những cái động tác thể thao là gì? Đó là xoạc ngang. Và mọi người cũng biết là dâu và bắp đã tập luyện với nhau cũng 3 tháng trong mùa dịch rồi đó. Bắp á, xoạc không biết là có dẻo bằng em dâu hay không, nhưng mà em dâu là chuyên gia xoạc dẻo, đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đánh giá coi là bạn nào sẽ xoạc tốt hơn nha. Con đứng một tay giỏi hơn em dâu. Đúng rồi, con chắc chắn sẽ có những động tác giỏi hơn em dâu. Còn em dâu có những động tác sẽ hơn anh Bắp. Và chúng ta hãy cùng xem. Đầu tiên là mình nên trải thảm ra cho các bạn cảm thấy an toàn, đúng không? Rồi, xin mời các bạn xoạc đi. Đúng rồi, giỏi. Chúng ta tất cả mọi người đều phải xoạc. Wow, dâu giỏi quá vậy. Nằm đích để cái xuống, đúng rồi, nằm xuống mà bá đếm nha. Wow, giỏi. Giỏi, anh Bắp nè. Con nằm xuống một cái xong rồi ha, con ngồi dậy. Nhanh lên. Tập luyện là cần phải có âm nhạc. Khi mà có âm nhạc thì các bạn sẽ cảm thấy rất là mạnh mẽ, đúng không con? Các bạn hãy cùng xem các bạn ấy mạnh mẽ như thế nào nha. Là một ngày tập luyện của ba cơ bắp và dâu. Và những công việc như thế này là hằng ngày ba cha con đều luyện tập. Và Bắp thì có cái chế độ luyện tập nhiều hơn, bởi vì Bắp đã lớn và Bắp có những cái kỹ năng, kỹ thuật rồi. Còn em dâu là những cái động tác mà em làm là những cái trò chơi của em thôi. Cho nên là mọi người cũng thấy là đang làm bạn ấy có thể chạy qua chạy lại, chạy lung tung. Nhưng mà đây cũng là một cái thời điểm mà để cha con gắn kết yêu thương với nhau, chơi đùa với nhau. Mọi người thấy là các bé cũng rất là vui vẻ và cảm thấy rất là hoạt bát và linh hoạt. Một ngày thì Bắp tập khoảng hơn nửa tiếng, còn dâu thì khoảng từ 5 tới 7 phút thôi, bởi vì bạn thấy không, hiện tại ngồi không có không chịu nữa. Cho nên là chúng ta chỉ cho các bé cảm thấy là đây là một trò chơi và không có ép buộc các bé tập luyện, thì các bé sẽ càng ngày càng hăng hái tập luyện hơn nữa. Với những cái động tác của Bắp thì Bắp đã bắt đầu tập trung vào những cái kỹ thuật, nhưng mà những cái kỹ thuật đó cũng không gò bó theo khuôn khổ, và những cái kỹ thuật đó dựa trên những cái mà các bé có thể làm được và những cái mà ba cơ có thể khống chế được các bé. Cho nên là Bắp sẽ có những cái cách xử lý khác hơn và có những động tác đỉnh cao hơn em dâu.
Còn em dâu á, là một ngày em ấy chỉ tập luyện từ 5 tới 7 phút thôi. Bởi vì mọi người cũng thấy là em ấy rất là phá, cứ chạy qua chạy lại rất là khó tập luyện. Cho nên là mình chỉ chọn những động tác mà phù hợp với bé thôi. Nhưng mọi người cũng thấy rồi, chỉ đứng được chân rồi chỉ có được ẵm rồi đứng trên tay của ba thôi, chứ đâu có những động tác điêu luyện như anh Bắp. Cơ thì kênh đã nắm kỹ những cái chuyên môn của những động tác này rồi, cho nên là mong rằng các bạn ở ngoài đừng có nhìn thấy cơ như thế mà tập luyện, bởi vì sẽ gây ra những cái ảnh hưởng và những cái mối nguy hiểm cho các bé, bởi vì đây là những động tác dành cho những diễn viên chuyên nghiệp thôi. Còn bây giờ thì cơ và gia đình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc.